Kính chào tất cả quý vị. Hôm nay là ngày 26 tháng 9 năm 2020 và mình đang học vào buổi thứ 6 của lớp vi diệu pháp. Và hôm nay mình sẽ học qua bài kệ thứ 3. Hôm trước là mình đã học xong bài kệ thứ 2 và nội dung bài kệ thứ 2 là giới thiệu bốn pháp chân đế. Và bây giờ đó, hôm nay mình sẽ đi vào cái nhóm đầu tiên, đó là nói về tâm. Thì bài kệ số 3 hôm nay quý vị để ý thì sẽ thấy rằng là cái phần tư vấn á, là mình đã có 3 màu mực đó. Màu mực màu đỏ dành cho tiếng Pali, màu đen dành cho tiếng Anh và màu tím dành cho tiếng Việt, để cho quý vị dễ theo dõi hơn. Thế cùng một màu đen hết á, đôi lúc nhìn nó hơi bị khó thấy. Cho nên là hôm nay bắt đầu có sự cải tiến một chút. Và nhưng mà cái phần tư vấn, cái phần một bài kệ thì chữ hơi nhỏ, nhưng mà hy vọng mọi người vẫn đọc rõ được. Đầu tiên là mình thấy cái tựa đề của bài hôm nay là Chatubhita-citta-ni, dịch ra tiếng Anh là The Four Classes of Consciousness, bốn loài tâm. Chatubhita, Chatubhita là Chatu cộng với Vita cộng với Chitani, mà hai chữ vơ đó đọc lại đã đổi thành chữ bơ. Chatu là bốn, Vita là loài, và Chitani là tâm, bốn loài tâm. Thì tiếng Anh là The Four Classes of Consciousness. Tattha Chittang Tava Chatubhidang Hoti Kama Vacharang Rupa Vacharang Arupa Vacharang Lokuttarang Chati. Vì sao hôm nay cái máy chiếu nó cứ rớt lên rớt xuống hoài này? Cái giấy nó không bị, nó bị lỏng hay sao này? Mình quý vị nghe đọc lại ha. Tattha Chittang Tava Chatubhidang Hoti Kama Vacharang Rupa Vacharang Arupa Vacharang Lokuttarang Chati. Rồi bây giờ mình đi vào phần tư vấn trước. Ở đây mình có một số từ ha. Chatubhidang tiếng Anh dịch là fourfold hoặc là four classes. Fourfold là bốn loài. Kama vacharang, kama vacharang gồm có hai chữ cộng lại là kama cộng với avachara. Và ở đây trong câu này đó là chia theo cách, cho nên đổi thành là ăn. Kama vacharang, cách chủ cách mà của giọng trung tĩnh đó, thì đổi thành ác, đổi thành ăn. Tiếng Anh người ta dịch đó là consciousness pertaining to the sensuous sphere. Consciousness là tâm, pertaining to là thuộc về, sensuous là dục và sphere là giới, cả quả giới. Sensuous sphere là dục giới. Thì câu này tiếng Anh thì vì thế nó sẽ dài hơn tiếng, nó rắc rối phức tạp hơn tiếng Việt. Tiếng Việt mình tư rất là ngắn gọn là tâm dục giới thôi ha. Mà tên tiếng Anh là consciousness pertaining to the sensuous sphere. Rupa vacharam, chữ rupa cộng với avacharam. Rupa là sắc, avacharam là giới, tức là tâm sắc giới ha. Consciousness pertaining to the fine material sphere. Ở đây không dùng chữ sắc, không dùng chữ material, không có thêm chữ fine, gọi là sắc. Fine material tức là sắc tế, sắc vi tế. Bởi vì quả dục giới cũng có sắc, mà quả sắc giới cũng có sắc. Nhưng mà sắc ở trong quả dục sắc giới đó thì nó vi tế hơn là sắc ở quả dục giới. Vì vậy cho nên mặt và cái tên sắc giới thì lạc nữa sẽ được giải thích vì sao gọi là tâm sắc giới.
Nhưng mà ở đây chữ mình để chữ sắc giới đó không có dịch là material sphere, bởi vì nếu chữ material thì dục giới cũng material. À, mà trong khi dục giới thì mình dùng chữ sensuous, à, là các thế giới của các giác quan đó, và fine material là thế giới của các cái sắc vi tế. Arupa vacharam. Arupa, a là không, là vô, rupa là sắc, arupa là vô sắc, avachara là giới, cho nên là arupa vacharam là vô sắc giới. Thì ở đây là dùng chúng cho chữ chích tăng, ha, cho nên là mình đã dịch là consciousness pertaining to the immaterial sphere. À, vô sắc thì tiếng Anh dịch là immaterial. Material là vật chất, là sắc. Thì thế thì chữ im phía trước tức là phủ định, tức là không có, là vô. À, immaterial sphere tức là vô sắc giới. Và lokuttaram là loka cộng với uttara. Loka là thế giới, uttara là siêu việt, cho nên là siêu việt thế giới gọi là siêu thể, ha, tâm siêu thể. Và tiếng Anh dịch là consciousness pertaining to the supramundane sphere. Supramundane, chữ mundane là thể gian, thuộc về thể gian. Và supra, supra tức là từ super đó, đồng nghĩa với chữ super, là supra. À, supramundane là siêu thể, vượt lên trên thể gian. Lokuttaram, consciousness pertaining to the supramundane sphere. Mọi người còn có đem cái bảng in nữa không? Rồi bây giờ cái tên nó đến bảng mà thấy không được thì chụp chụp tắt tắt thì dễ đổ đọc theo nha. Đọc theo cái bạn đọc cái bảng kề này và đọc cái phần tư vấn ha. Chattopida chittani. Xin lỗi, pita, xin lỗi, chưa thấy không có rõ. Chattopida chittani. The four classes of consciousness. Tattha cittam tava. Chattopitam hoti. Kama vacharam. Rupa vacharam. Arupa vacharam. Lokuttaram chati. Đọc lại lần nữa, đọc lần này ha. Tattha cittam tava. Chattopitam hoti. Kama vacharam. Rupa vacharam. Arupa vacharam. Lokuttaram chati. Bây giờ mình đọc phân tư vấn ha. Chattopitam. Fourfold. Kama vacharam. Consciousness pertaining to the sensual sphere. Rupa vacharam. Consciousness pertaining to the fine material sphere. Arupa vacharam. Consciousness pertaining to the immaterial sphere. Lokuttaram. Khoan, mình là bị cái gì mà bên này tại phiên cái máy của cô nó cũng bị tắt, chậm tắt luôn mà sao? Cái máy nó làm ảnh hưởng ở bên này hả? Consciousness pertaining to the supramundane sphere. Supramundane sphere. Rồi, giống như vậy là chỉ có bộ mấy cái từ này thì chắc là trong trong ở trong đây mọi người quen chưa? Quen từ này quen rồi không? Rồi bây giờ mình qua phần giải thích, à phần dịch. À thì mình qua đầu tiên là bản dịch tiếng Anh ha. Tattha cittam tava. À, thì ở đây mình có từ là tattha. Tattha cittam tava chattopitam hoti. Tiếng Anh người ta dịch là of them consciousness first is fourfold, namely. À, thì ở đây đó, trong này cái chữ nào là chữ of them? Chữ nào là chữ consciousness?
Chữ nào là chữ first, chữ nào là is fourfold? Chữ tắc tha ha, chữ tắc tha là hearing, tức không nghĩa là ở đây gì đó trống rồi, trống đó ở đây tức là of them, nó trống chỗ đó ha, of them. Chữ tăng là consciousness. Tava là so far, ở đây dịch là first. Chắc ức bị thăng là fourfold. Hô tí là động từ to be, is. Và cái chữ namely này thêm vào thôi, bởi vì nó có cái sự liệt kê, cho nên tiếng Anh á, khi mà liệt kê đó là thì thêm tiếng Anh thêm vào chữ namely, tiếng Việt mình cũng thêm chữ đó là. Còn tiếng Pali thì thường là dùng chữ giá đi đăng, nhưng mà vì học là say giá chi đăng, nhưng mà bên trong bài kể này đó thì không cái từ, không cần cái từ đó nữa, vì đưa vô thì nó sẽ dài, nên người ta không cần, người ta để phản tác không có chữ namely ở đây. Đại hai như vậy từng chữ ha, tắc thác of them. Chitang consciousness. Tava first. Chatopi dang hoti is fourfold, namely. Pakama vacharang, consciousness pertaining to the sensor sphere. Rupa vacharang, consciousness pertaining to the form sphere. Arupa vacharang, consciousness pertaining to the formless sphere. And Lokutarang chati, chati là cha, cha cộng với ti, cha cộng với ý ti. Sau đây như vậy cái chữ ý tí là để cuối câu này. Cái chữ ý tí đó là la đó. Thì bây giờ mình đưa cái chữ ý tí đó lên kia là thành chữ namely. Còn tiếng Pali là chữ cha, còn với ý tí là ra cha tí. Ý tí là phải cuối câu đó. Hồi nãy có vị thầy chữ cha, cha là va, là and. Và ý tí là namely. And supramundane consciousness. Thì đó là bản dịch tiếng Anh. Bây giờ mọi người đọc cái bản dịch tiếng Anh này nha. Mọi người ở đây đọc. Of them. Consciousness first is fourfold, namely consciousness pertaining to the sensor sphere. Consciousness pertaining to the form sphere. Consciousness pertaining to the formless sphere. And supramundane consciousness. Hồi nãy đó thì mình thấy cái chữ immaterial và fine material. Nhưng mà không hiểu sao vô đây trở thành là form sphere và formless sphere, không? Vì nó đồng nghĩa. Thành ra là cái bảng như này nó hơi lạ nha. Tức như vậy đó là cái phần hai bảng soạn cho cô, một bảng là soạn phần từ điển Pali Anh, một bảng là soạn phần từ điển Anh Việt, và hai bảng này có thể dùng hai cuốn sách khác nhau hay sao. Mà trong này cái phần từ vựng trên này là five material sphere, immaterial sphere, mà qua cái bản dịch này thì form sphere và formless sphere. Thôi thì không sao, thật ra là nó từ khác nhau thì mình học thêm từ thôi, để cho mình học thêm thì nghĩa nó không có khác nhau. Thế như vậy chữ sắc giới, mình học như vậy có được hai từ. Hoặc là mình dùng chữ form sphere. Và vì chữ form là sắc, hôm trước mình học chữ sắc mà có hai từ. Hoặc là matter, hoặc là form. Thì cái kiểu matter nó rộng hơn, chữ form là nhẹ, nó nghĩa nó hẹp hơn. Và formless tức là vô sắc, hoặc là immaterial. Rồi bây giờ mình có, đó là phân dịch chẳng văn chỉ có trên đó thôi. Bây giờ mình đi vào giải thích thế nào là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thể ra, đi từng chữ một. Đầu tiên, karma is either subjective sensual craving or sensuous objects such as forms, sounds, odor, taste and contact. By karma is also meant the 11 different kinds of sentient existence, namely the four states of misery, apaya, human realm, manusaloka and the six celestial realms, sakka. Rồi thì bây giờ mình có một số từ mới. Ở đây mình có chữ sensual craving. Sensual craving là khao khát, dục lạc. Chữ craving là khao khát và sensual là dục lạc. Cho nên là sensual craving là khao khát, dục lạc. Nó có ba loại khao khát và tham ái đó. Mình thấy là có là dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Thì ở đây chữ nên là sensual craving là dịch từ tiếng Pali là kama tanha đó. Thì chữ kama là sensual và tanha là craving. Cho nên khao khát dục lạc hay mình còn gọi là dục ái. Sensuous object.
sensor object là đối tượng và sensor là thuộc về giác quan hay là như vậy đối tượng giác quan hay là đối tượng dục lạc ha. Form là sắc, sound là thanh âm thanh hay là thanh, odor là mùi hương hay mình gọi tắt là hương, taste là vị, mặn ngọt lạc ha. Contact là xúc, là sự xúc chạm. Sension existence, chữ sension ha, chữ sension này là nó tỉnh từ của chữ sense là dục là trên kia đấy. Thì ở đây có hai từ sension existence hoặc là sension realm đều có nghĩa là quại dục giới. Existence là sự hiện hữu, tức là quại ha, quại dục giới. Chữ existence cũng được, chữ realm cũng được. Misery, misery là đau khổ, nhưng mà ở đây á, nó theo kiểu cảnh giới cho nên là mình dịch là quại khổ. Đi ra từ danh từ Pali là apaya. Human realm là tiếng Pali là manusa loka, manusa là con người, loka là thế giới. Human là, cho nên chữ manusa là human, loka là realm, mình dịch là cõi người. Và the sixth celestial realm, celestial là thuộc về cõi trời, realm là cõi thuộc về trời, cho nên realm là cõi, cho nên đây là sáu cõi trời dục giới, dịch từ tiếng Sagga của tiếng Pali. Mình hay cái chữ Sagga là ai mà vội vô học bài kính đầu tiên là gặp đầu tiên là bài kính gì? Sagga Kame là thần chư thiên ha. Sagga Kame Charupe ha, thần chư thiên ở trên quả trời dục giới. Kama Sagga, Kame Sagga. Rồi Rupe Sagga, Arupe Sagga ha. Rồi thì đó là những cái từ trong cái đoạn này. Bây giờ mình đọc lại, đọc qua những cái từ mới nữa trước ha. Sensual craving, sensuous object, form, sound, odor, taste, contact, sensation existence. Quý vị để ý đó, chữ tế ý này đó, mình đọc chữ sơ, chữ s là sơ chứ mà đọc chữ tơ, sensation, sensation existence, ram, sensation ram. Misery, apaya, human realm, manusa loka, the six celestial realms, sakya, đọc lại lần nữa ha, sensual craving, sensuous object, form, sound, odor, taste, contact, sentient existence, sentient realm, misery, apaya, human realm, manusa loka, the six celestial realms, sakya. Rồi bây giờ mình trở lui lại cái đoạn này. Karma is either subjective sense of craving or sensuous objects such as form, sound, odor, taste and contact. Karma là dục ha, từ mình dịch tiếng Anh là chữ dục, tiếng Việt là dục. Dục á, nó có hoặc là either or ha, mình thấy có chữ either hoặc là subjective sense of craving hoặc là cái sự khao khát dục là chủ quan, tức là nói về cái tấm đấy. Cái tâm mà khao khát dục lạc là tâm mà thích ăn ngon, thích nghe nhạc, thích ngửi mùi hương vân vân, đó là tâm thích khao khát dục lạc. Mà cái tâm đó thuộc về chủ quan, như gọi là cái sự khao khát dục lạc chủ quan. All senses objects hoặc là những cái đối tượng giác quan là cái đối tượng ở bên ngoài, là cái khách quan đó ha, cái khách thể, hoặc là những cái đối tượng của giác quan như là sắc, thanh, hương, vị và xúc. Khi mình nói dục á, như vậy dục là vừa là dục là cả yếu tố chủ quan, tức là tâm dục, cái lòng dục, lòng tham dục của mình, hoặc là đối tượng của dục là cùng gọi dục, chứ hay nói là ngũ dục công đức, trong kinh hay nhắc tới ngũ dục công đức á. Thì khi nói ngũ dục công đức đó, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, tức là đối tượng giác quan. Và nghĩa thứ ba nữa, by karma is also meant the 11 different kinds of sentient existence
namely the four states of misery, apaya, human realm, manusa loka, and the six celestial realms, saga. Và từ karma cũng có nghĩa by karma is also meant, thì chữ by đây mình cần chỉ dịch, mà mình dịch là karma is also meant là như vậy dục cũng có nghĩa là 11 cõi dục giới khác nhau. 11 different kinds of sentient existence. 11 cõi dục giới khác nhau. Namely, đó là the four states of misery. 4 cõi khổ. 4 cõi khổ đó là đi từ địa thấp lên cao là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Gọi là 4 cõi khổ. Tiếp theo là human realm là cõi người là 5. Và 6 cõi trời dục giới. 6 cõi trời dục giới, the six celestial realms, ai thuộc lòng 6 cõi trời dục giới từ dưới lên trên. Cõi đầu tiên là gần nhất đó là tử đài thiên vương. Cõi trời tiếp theo là tam thập tam thiên. Đến cõi trời thứ ba là già ma thiên. Cõi trời thứ tư là đâu xúc thiên, tu si ta. Cõi trời thứ năm là hỏa lạc thiên. Và cõi trời thứ sáu là tha hỏa tự tài thiên. Tiếng Pali là gì? Ai còn nhớ, mình đọc bài kinh chuyện Phật Luân là trong đó có hết mấy từ này đó. Quả tử đại thiên vương ai nhớ tên gì? Chatum Maharajika. Chatum, Chatum là bốn, Maha là đại, Raja, Raja là vua, tử đại thiên vương. Chatum Maharajika là tử đại thiên vương. Tiếp theo là quả trời mà đáo lời đó, hoặc gọi là tám thập tám thiên là gì? Tiếng Pali là gì? Tiếng Pali là gì? Ta phát tin xa. Trời ơi, quên rồi hết không? Ta phát tin xa, ta phát là 3, tin xa là 30. 30 cộng 3 là 33. Ta phát tin xa. Và chữ ta phát tin xa, người ta đi phiên ngắn mà thành là đáo lời. Và nếu như tiếng Hán gọi là 8 thập 8 thiên. Rồi, vì sao gọi là 8 thập 8 thiên? Vì gọi đó là có ai về ai? Có ai đến á, 33 người cùng lòng phước và được sanh đến quải trời chung với nhau, thế thì gọi là quải trời 33. Rồi, để đến quải trời già ma thì tiếng Pali là già ma, quải trời đấu xuất thì tiếng Pali là tusita, quải trời tha, quải trời hỏa lạc gọi là gì? Nimanarati. Và cuối cùng quải trời tha hỏa tự tại là gì? Paranimisavasavati. Cái này chưa học không? Chưa học, mới đọc cái chưa có học, cái nên là không biết. Rồi nói qua để cho mấy bạn ai nghe thì nghe, cho ai mà muốn thắc mắc thì cứ lên trên Google bật Google cái gì bạn cũng biết hết á. Có điều chứ chỉ chứ các bạn đọc, bạn đọc được thôi, chứ con cái con mà dạy liệt kê thì bạn liệt kê rất là giỏi. Mà thật ra mà vô bật vô đọc không được thì vô YouTube là bạn đọc, bật YouTube đọc được nha. Rồi vậy là giải thích chữ dục đó. Dục có ba nghĩa ha. Dục thứ nhất đó là cái tâm tham khắc dục lạc, thứ hai là đối tượng của dục, dục giác quan, và thứ ba là 11 quả trời dục giới. 11 quả dục giới gồm 4 quả khổ, 1 quả người và 6 quả dục giới. Rồi nhớ ha, Nga viết rất là ngắn gọn dễ hiểu. Cho nhiều khi hỏi dục là gì thì cứ nói dục tức là lòng tham. Vậy lớp mới có một nghĩa chứ mấy, đúng không? Nên là khi nào ai mà có học có trả lời được khác. Ai mà học chưa học sẽ sơ hỏi dục là gì? Dục tức là lòng tham, đúng không? Vậy là mới nghĩa đầu tiên thôi, đúng không? Bây giờ nói nhiều lắm gì? Dục nghĩa là gì? Có ba nghĩa. Thứ nhất đó là cái sự tháo khác chủ quan. Thứ hai là đối tượng của giác quan. Và thứ ba là sắc 11 quả dục giới. Rồi bây giờ qua đoạn tiếp theo, sắc đầu tiên là giải chữ dục, bây giờ giải thích chữ giới ha. Avachara. Avachara means that which moves about or that which frequents. Kama vachara therefore means that which mostly moves about in the sensual realm or that which pertains to the senses and their corresponding objects. As a rule, these types of consciousness arise mostly in the aforesaid sentient existence. They are found in another sphere of life as well, when objects of sense are perceived by the mind. Đây cái chữ Kama Vachara đó, nó thiếu một cái dấu gạch ngang ở trên.
để cho mình phải thoát ra cái, để thoát cái kia thôi. Bây giờ phải thoát cái chữ karma này ra ha, escape, để sửa cái chữ karma này một chút xíu, vì trong này đánh máy cái thiếu cái chữ gập ngang. Rồi. Người mà học mà Pali mà học mà nghiêm chỉnh thấy cái chữ mà thiếu cái gạch ngang thì khó chịu lắm, phải đi sửa liền ha. Thế nên mấy bạn đã tập tập thói quen mình thấy là cái chữ nam đúng rồi vì cái đúng ha, sai là phải đi sửa liền. Rồi avachara ở đây bây giờ mình đó là mình đi vào những cái từ mới ở trong đây. Cái chữ frequent thường á, mình biết cái đồng tính từ, tính từ frequent là thường xuyên ha. Nhưng mà đây thì frequent xuất hiện ở đây cho nghĩa động từ. Động từ frequent có nghĩa là hay lui tới à, hay lui tới. Động từ pertain thuộc về hay là có liên quan đến. Sense là giác quan. Corresponding objects là đối tượng tương ứng. Mỗi giác quan nó có một cái đối tượng tương ứng. Mình có nắm giác quan thì một giác quan là chỉ nhận thức được một cái đối tượng tương ứng của nó thôi, chứ không phải là giống như mắt thì chỉ thấy sắc cho nó, mắt nó không thấy âm thanh được. Mùi thì là ngửi mùi thôi, cho mùi nó không có cảm nhận âm thanh được ha. Nó không cảm nhận màu sắc được, cho nên cái chữ tương ứng ở đấy đó, nó rất là quan trọng. Corresponding, tương ứng là ý nói rằng là một giác quan có một cái đối tượng tương ứng của nó, chứ không phải là một giác quan là nhận thức được cả nắm giác quan. As a rule, cái chữ rule là quy tắc, mình chỉ biết thì quy tắc. As a rule, tương tự mình là như một quy tắc, thì nó không ra tiếng Anh, cho nên phải thêm để thông thường hoặc là theo lệ thường. Arise, chữ âm đây chữ âm S là âm giờ ha. Arise là phát sanh hoặc là sanh khởi. A for set, set là nói đến, và a for là ở trên, như là a for set là đã được nhắc đến ở trên. Sphere of life, sphere hồi nãy là mình nói cảnh giới đó, mà sphere of life nữa thì nói chung là cõi giới, tức là những cái cõi mà có chúng sống sinh sống, gọi là sphere of life. Rồi bây giờ mình đọc những cái từ này cho quen này ha. Frequent, đọc là frequent, đọc lần lượt quen như chắc đúng người đọc nghe chút xíu hết, đọc tiếng Anh phải đọc cho to cho rõ nha. Frequent, pertain. Sense. Corresponding objects. Corresponding objects. As a rule. As a rule. As a rule. Arise. Arise. A faucet. A faucet. Sphere of life. Sphere of life. Rồi, bây giờ mình vào mình dịch từng câu ha. Avachara means that which moves about or that with frequency. Ở đây đó mình thấy chữ avachara đó mình lấy ra từ cái động từ charati là đi. Các bạn không chữ gặp Pali của đại từ động từ charati là đi lăn quanh, đi lang thang. To move. Cho nên là avachara nó là một cái danh từ, nó đi ra từ động từ charati. Cho nên avachara là cái means that which moves about, nghĩa là cái mà nó đi lăn quanh, đi xung quanh. Or that with frequency, hoặc là cái thường hay lui tới. Chữ that là mình dịch là cái ha. Như vậy avachara nghĩa là cái thường đi quanh hoặc là thường hay lui tới. Kamavachara therefore means that which mostly moves about in the sensation realm. Therefore, vì vậy mà chữ kamavachara là hai chữ cộng lại, kama cộng với avachara. Chữ kama một chữ a, avachara một chữ a, hai chữ này cộng lại là ra chữ a ở giữa là a dài ha. Thành ra là kama vachara. Như vậy gọi là kama vachara nghĩa là gì? Vì vậy kama vachara nghĩa là cái mà chủ yếu nó đi xung quanh, nó lui tới, nó di chuyển trong cõi dục giới là cái thường xuyên di chuyển xuất hiện trong cõi dục giới. Or that which pertains to the senses and their corresponding objects, hay là cái thuộc về giác quan và các đối tượng tương ứng của chúng.
hoặc là cái thuộc về các giác quan ha. All that which pertains to là cái thuộc về, senses là các giác quan, và and their corresponding objects là các đối tượng tương ứng của chúng. Như vậy có hai định nghĩa về chữ dục giới ha. Dục giới thứ nhất là cái mà nó thường xuyên di chuyển trong cõi dục giới, tức là tâm dục giới đó. Ở đây thì nó tâm dục giới là cái gì, nó thường xuyên xuất hiện trong cõi dục giới. Và thứ hai, tâm dục giới là nó thường là thuộc về giác quan, nó liên quan đến giác quan và các đối tượng tương ứng của chúng. As a rule, these times of consciousness arise mostly in the aforesaid sentient existence. Thông thường các loài tâm này, these types of consciousness, các loài tâm này tức là các loài tâm dục giới đó ha, arise, khởi lên, mostly, chủ yếu, in the aforesaid sentient existence, trong cõi dục giới đã được nhắc đến ở trên, là 11 cõi dục giới đó. Tiếp theo, they are found in other spheres of life as well, when objects of sense are perceived by the mind. Chúng cũng được tìm thấy, they are found, chúng được tìm thấy, in other spheres of life, trong các cõi giới khác. Chữ as well này là cùng, cho nên hồi nãy mình dịch ra chữ chúng cũng được tìm thấy đó ha. As well mình đưa lên trước, or as well nó đồng nghĩa với also, nhưng mà as well thì nó đặt sau, nó đặt ở cuối câu, còn also nó để phía trước động từ. Như vậy, chúng cũng được tìm thấy trong các cõi giới khác. When objects of sense are perceived by the mind, khi các đối tượng của giác quan được nhận thức bởi tâm. Như vậy, mình có nhiều người cứ nghe rằng tâm dục giới á, thì này xuất hiện trong cõi dục giới mà thôi. Cho nên các bạn nhớ ha, cái chữ dục giới, chữ giới ấy, nó khác với chữ quải nữa. Cho nên chữ avachara nó khác với cái chữ cái quải ấy. Ông trưởng mình học chữ quải là gì? Chữ phava. Phava là hữu đó, tức là quải. Hoặc là chữ bhumi, phumi. Học chữ phumi các bạn biết chữ, cái chữ phumi chưa? À, phumi là quải giới. Như vậy khi mà nói tới quải giới đó thì mình hay nói tới cái địa lý, cái nơi chỗ ha. Còn khi mình nói avachara đó thì mình nói tới cái hoạt động, mình đi ra từ đồng chữ charati. À, cho nên á, tâm dục giới này đó nó xuất chủ yếu xuất hiện ở trong quả dục giới, tuy nhiên nó cũng có thể xuất hiện trong quả sắc giới và quả vô sắc giới được. Ví dụ như là chúng sanh ở trong quả sắc giới thì trong quả sắc giới vẫn còn vật chất, vẫn còn sắc. Cho nên khi đó mà họ nhận thức về vật chất, mà khi đó cái tâm của họ đó là vẫn còn là tâm dục giới, tức là cái tâm nó là gì, nó là tâm dục giới, là nó có tâm tình hào, nó có tâm bất tình hào, nó có tâm vô nhân. Thì khi mà mắt thấy sắc, tức là có cái tâm vô nhân là nhãn thức phát sanh rồi, tai nghe âm thanh là có tâm nhị thức phát sanh, mà tâm đó là thuộc về dục giới. Cho nên là quải sắc giới vẫn có thể có xuất hiện tâm dục giới, mà ngay cả quải vô sắc cũng vậy. Họ chỉ có tâm thôi, nhưng mà họ vẫn có thể nhận thức được những cái cảnh vật xung quanh được á, thì như vậy họ vẫn có thể có tâm dục giới. Ai mà muốn học đọc hiểu thêm về cái này đó, thì hôm trước có cái cuốn Abhidhamma and Daily Life của bà Nina Van Gogh đó, thì cô giới thiệu bằng tiếng Anh, thì có cái bản dịch của Sứ Thiền Minh. Bản dịch đó tựa đề là Tâm lý học và triết học Phật giáo trong đời sống hàng ngày. À, tâm lý học và triết học Phật giáo trong đời sống hàng ngày, đó là bản dịch của Abhidhamma in Daily Life. Thì trong đó đó mọi người đọc thêm á, thì trong đó giải thích về bốn pháp chánh đế này, rồi để giải thích về các cái loại tâm nào, thì tâm dục giới nào nó xuất hiện trong quả nào. Ví dụ như tâm si, chư thiên mà phàm thiên sắc giới và vô sắc giới, con có tâm si không? Vẫn còn. Bởi vì sao? Có khi tâm phàm thiên, nhưng mà vẫn còn là phàm phu, họ chưa có đắc quả. Mà đắc con phàm phu thì vẫn còn vô minh, chỉ có một bậc A-la-hán mà hết vô minh thôi. Cho nên đó là tâm si vẫn có thể xuất hiện ở quả sắc giới và vô sắc giới.
Rồi như vậy đó, ở đây định nghĩa, nhưng mà như vậy thông thường thì các loài tâm dục giới, các loài tâm này tức là tâm dục giới, nó chủ yếu là nó sinh khởi trong cõi dục giới đã nói ở trên, và chúng cũng được tìm thấy trong các cõi giới khác khi đối các đối tượng của giác quan được nhận thức bởi tâm. À, rõ ha. Rồi tiếp theo, rupa vachara, arupa vachara. Ở đây chữ rupa là chữ sau này, chữ arupa này phải hiểu chữ ở dấu cạch ngang, đúng ra là phải có, xin lỗi đây có sửa luôn ha. Arupa chữ pa này đó, đục nó khi mà nổi vào là nó phải a dài. Arupa vachara. As respectively mean either that which pertains to rupa and arupa jhanas, ecstasies, or that which mostly moves about in the rupa and arupa planes. Rupa loka are planes where those who develop rupa jhanas are born. A question now arises: why are these distinguished as rupa lokas when there are subtle material bodies, rupa, in heavenly planes too? The commentarial explanation is that because beings are born in these planes by developing jhanas based mainly on rupa kasinas, material objects of concentration such as earth, water, fire, etc. Ở đây mình đoạn này thì dài, nhưng mà từ mới thì lại không có nhiều. À, hồi nãy cái đoạn ngắn thì từ mới nhiều hơn, nhưng mà đoạn này chỉ có 4 từ mới thôi. Đó là từ respectively, nó cũng là tương ứng hay là theo thứ tự respectively. Những chữ thứ hai, tức là chữ thứ ba từ chữ đến respectively. Plane là cảnh hay là cảnh giới ha. Subtle, chữ subtle ở đây chữ B mình cũng đọc ha, mình đọc là subtle mà mình đọc là subtle, là tinh vi, tinh tế. Và mình có cái từ casina. Casina là từ ngay từ vì ai vô hành thiền nghe rất là quen. Casina mình hay dịch là đề mục thiền hay là biển xứ. Và tiếng Anh dịch là objects of concentration. Object là đề mục và concentration là thiền định, à, đề mục thiền. Rồi bây giờ mình đọc mấy cái từ mới ra trước ha. Respectively. 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 Plain. Plain. Subtle. Subtle. Casina. Casina. Objects of concentration. Rồi bây giờ mình vào mình dịch cái đoạn này ha. Giải thích xong dục giới rồi, bây giờ dịch có giải thích là sắc giới và vô sắc giới. Rupa vachara, arupa vachara respectively mean either that which pertains to rupa and arupa jhanas, ecstasies, or that which mostly moves about in the rupa and arupa planes. Chữ rupa vachara mình dịch là sắc giới, arupa vachara là vô sắc giới, respectively là theo thứ tự hay là theo thứ tự, mean có nghĩa là hoặc là cái thuộc về. Either that which pertains to rupa and arupa jhanas, hoặc là cái thuộc về thiền sắc giới và thiền vô sắc. Khi mình nói tới thiền tức là mình nói tới tâm, thuộc về cái tâm thiền. Or that which mostly moves about in the rupa and arupa planes, hoặc là cái mà nó chủ yếu di chuyển ở trong cõi, ở plane tức là cõi, cõi sắc giới và vô sắc giới. Ở đây đó, thôi dịch hết xong rồi dịch giải thích một lần luôn. Rupa lokas are planes where those who develop rupa jhanas are born. Rupa loka là sắc giới. Ở đây đó mình cũng chữ giới ha. Trên kia chữ vachara mình cũng là chữ giới, chữ loka cũng là giới luôn. Nhưng mà chữ vachara ở trên tức là nói về tâm, mà loka dưới này tức là nói về cõi cõi giới đó, là thế giới, cái cảnh giới ha. Như vậy là những cảnh giới nơi mà are planes where, là những cảnh giới nơi mà those who develop rupa jhanas are born.
Those là những người mà, who là mà, develop là phát triển. Rupasana là thiên sắc giới. Abon là được sinh ra. Những người nào mà họ đắc được thiền, mà khi thiền còn họ không có bị mất thì khi chết họ được sanh vào những cảnh giới này. Cho nên mình nói rằng Rupa Loka sắc giới là những cảnh giới nơi mà những người phát triển thiền sắc giới được sinh vào. A question now arises. Bây giờ một cái câu hỏi khởi lên. Why are these distinguished as Rupa Lokas? Tại sao những cảnh giới này, these tức là these planes, planes phía trên á, tại sao những cảnh giới này distinguished, được phân biệt as Rupa Lokas, như là sắc giới, when there are subtle material bodies in heavenly planes too? When là khi, there are là có, subtle material bodies là những cái sắc thân vi tế. Sắc thân vi tế, subtle là vi tế, material bodies là sắc thân vi tế. In heavenly planes là trong cõi trời dục giới. Two. Tức là cõi trời dục giới thì cũng có cái sắc vi tế vậy. Mà vì sao cõi trời sắc giới mới gọi là sắc? Câu hỏi đặt ra là vậy đó. The commentary explanation is that. Cái sự giải thích của chủ giải ha. Sự giải thích chủ giải là tiếng Anh đó, thì người ta chuộng dùng danh từ, cho nên người ta dịch là sự giải thích của chủ giải là. Thì tiếng Việt mình thì mình lại chuộng động từ hơn, cho nên mình hay nói là chủ giải thích rằng ha. Because beings are born in these planes by developing jhanas based mainly on rupa kasinas, material objects of concentration such as earth, water, fire, etc. Chủ giải thích rằng là bởi vì được gọi là sắc giới là bởi vì beings là chúng sanh, abon được sinh ra in these planes, trong những cảnh giới này, by developing jhanas, bằng do hoặc là bằng cách phát triển các tân thiền. Based mainly on là chủ yếu dựa trên rupa kasina, các kasina thuộc về sắc pháp. Cái từ này đó, mà nếu như mà tiếng Anh giải thích chữ rupa kasina là material objects of concentration, các đề mục thiền thuộc về vật chất, material objects of concentration, các đề mục thiền thuộc về vật chất, hay mình nói là các kasina sắc pháp thì dễ hiểu hơn ha. Such as như là earth là đất, water nước, fire là lửa, vân vân. Có cả thể mấy kasina ha. 10 kasina, đất nước lửa gió là gì nữa? Ánh sáng là 6, nói theo thứ tư cái quái. Mấy bạn không thuộc bài thì nó nói tật thứ tư đó. Đất nước lửa gió, sắc mang đạo trắng, hư không ánh sáng. Lần sau học bài là cứ nói được theo chỉnh xác thứ tư, vậy nên không có sót nhé. Tự nhiên cái ngoài từ theo thứ tư, tự nhiên loại ảnh hư không ánh sáng trước ha. 10 kasina, có cả tại 10 kasina, vậy thuộc về sắc ha. Đất nước lửa gió, xanh vàng đỏ trắng, hư không ánh sáng ha. Vì như vậy thì ở đây á, vì thầy ở đây giải thích này là như vậy, có hai chữ là chữ rupa vajra và chữ rupa loka, có thấy có bốn từ Pali này ha, mà đi chữ với chữ rupa này ha. Đầu tiên là rupa vajra là gọi là sắc giới, tức là chỉ cho tâm sắc giới này. Rupa loka là cõi sắc giới, là chỉ cho những cái cảnh cõi trời phàm thiên á. Như vậy có cả thầy là 16 cõi trời phàm thiên dành cho bốn tầng thiên ha. Như vậy là có rupa loka gọi là cõi trời sắc giới. Cõi sắc giới Rupasana là thiên sắc giới hay là các tầng thiên sắc giới. Rupasana và cõi cũng là Rupakasina là các đề mục thiên là sắc pháp. Lấy sắc pháp làm đề mục thiên đó. Rồi thì như vậy đó là có bốn cái danh từ. Và ở đây mình nói là cái tâm sắc giới.
Tâm sắc giới thì nó khác với cõi sắc giới ở chỗ ha. Cõi sắc giới là cõi trời phàm thiên, nó ở khác với cõi người của mình này. Nhưng mà tâm sắc giới có thể xuất hiện trong cõi người không? Có, khi nào xuất hiện với ai? Xuất hiện với người nào mà họ đắc được thiền? À, như vậy mình là người bình thường đấy, mình là người, người là người của cõi dục giới. Thì bình thường là mình có tâm dục giới. Nhưng khi mình hành thiền sắc giới mà mình đắc vào được sơ thiền, thì như mà ngay khi vào sơ thiền thôi là mình đã có tâm thiền sắc giới rồi. Tức tâm thiền sắc giới đó được gọi là tâm rupa vachara, là tâm sắc giới đó. Rồi đến tự nhì thiên, tám thiên, tử thiên luôn. Thì bốn loài tâm đó thì gọi là tâm tâm sắc giới. Như vậy quại người, quại dục giới đó cũng có thể có tâm sắc giới. Hồi nãy mình nói quại sắc giới cũng có thể tâm dục giới ha. Thì bây giờ ngược lại, quại dục giới cũng có thể có tâm sắc giới. Rồi quại dục giới có tâm vô sắc không? Quại dục giới mình có thể có tâm vô sắc không? Có. Khi nào? Khi mình đắc được thiên vô sắc, mình chỉnh được thiên vô sắc, có bốn tầng thiên vô sắc là gì? Thứ nhất là không vô biên xứ, thứ hai là thức vô biên xứ, thứ ba là vô sở hữu xứ, và thứ tư là phi tưởng, phi tưởng xứ. Khi nào mà mình chỉnh được các tầng thiên này thì mình có được tâm vô sắc. Rồi còn khi nào mà mình chỉnh thiên này xong rồi thì mà khi chết mà thiên này không bị hoại thì được sinh vào cõi trời vô sắc, thì khi đó gọi là arupaloka. Arupa loka là thiên vô sắc, là cõi vô sắc ha. Và arupa sana là thiên vô sắc. À. Và arupa kasina, thân thân tông dùng gửi chai sina. Thì kasina ở đây thì cũng có thể dùng cũng được tất đề mục thiên vô sắc. Thì có bốn đề mục thiên vô sắc đó. À. Và hồi này mình mới đề nghị không không vô biên, sức vô biên ha. Rồi, thì đây là cái đoạn này giải thích về tiếp theo. Arupa lokas are planes without material bodies. By the power of meditation, only the mind exists in these planes. Ordinarily, both mind and body are inseparable, but by willpower, under exceptional circumstances, they could be separated, just as it is possible to suspend a piece of iron. Mình giải thích, em đang giải thích từ vựng. Ở đây mình có từ là ordinarily. Chứ giải thích cái đó rồi đọc sáu chứ. Cô đọc trước, cô giải thích từ rồi sáu đỏ rồi mọi người mà đọc nhé, nhanh nhẹn quá. À, đầu tiên hôm trước mình đọc chữ ordinary là tỉnh từ, thì bây giờ đến đây là danh từ thì là tràng từ, thêm chữ y là trở thành tràng từ. Thì ở đây mình thấy cái cách đọc này ordinarily hả, chứ không phải là ordinarily á. Mà rập và gặn là con ngọn là ordinarily. Ordinarily là thông thường. Mình có tính từ inseparable. Inseparable đi ra từ động từ separate. Separate là tách ra. Mà separable là có thể tách rời. Nhưng mà thêm chữ in về trước là không thể tách rời. Inseparable, không thể tách rời. Willpower, will là ý chí. Và power là sức mạnh hay năng lực. Như vậy willpower là năng lực của ý chí. Exceptional, exceptional tỉnh tư có nghĩa là ngoài lề hay là đặc biệt. Nó đi ra từ động từ except là ngoài trừ. Exceptional, ngoài lề hay đặc biệt. Circumstance, circumstance nhận chữ đầu. Circumstance là hoàn cảnh hay là trường hợp. Động từ suspend. Suspend là treo lơ lửng. Ví dụ như mình nói là án treo hay là bị treo đình chỉ, chỉ suspend hay treo lơ lửng. Magnetic force. Magnetic là cục nam châm. Cho nên magnetic là thuộc về nam châm. Và force là lực. Cho nên magnetic force là lực nam châm. À, lực hút của nam châm. Rồi bây giờ mọi người đọc từ mới ha. Ordinarily. Ordinarily. Inseparable. 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 Willpower. 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 Exceptional. 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 Circumstance. 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 Suspend. 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 Magnetic force. Magnetic force. Magnetic force. Magnetic force.
Rồi, bây giờ mình vào giải thích về arupa lokas là vô sắc giới. Arupa lokas are planes without material bodies. Vô sắc giới là những cõi giới không mà không có sắc thân, material bodies, sắc thân tức là thân thuộc về vật chất, gọi là vô sắc và không có sắc, cho nên là nó không có sắc thân. By the power of meditation, only the mind exists in these planes. Do năng lực của thiền, power of meditation, do năng lực của thiền mà chỉ có tâm hiện hữu trong những cảnh giới này. Only the mind, chỉ có tâm exists là hiện hữu in these planes, là trong những cõi giới này. Như vậy trong cõi vô sắc chỉ có tâm hiện hữu thôi, không có vật chất, không có thân. Ordinarily, both mind and body are inseparable. Thông thường thì cả thân và tâm là không thể tách rời. Thường mình thấy mình nói là thân và tâm nó là gắn liền nhau. But by willpower, nhưng mà do năng lực của ý chí. Under exceptional circumstances, trong những hoàn cảnh đặc biệt. Chữ under đấy á, tiếng Anh chữ circumstance đi về chữ under, nhưng mà mình không dịch ra chữ dưới mà tiếng Việt mình hoàn cảnh thì mình dùng chữ trong. Cho nên á, là khi mình dịch á, là mình đừng có dịch là tương tư mà mình phải dùng, mình phải dịch á, là nó theo về tư tư văn hóa của một cái ngôn ngữ. Cho nên là mình không dùng là dưới hoàn cảnh mà mình dịch là trong hoàn cảnh ha, trong những hoàn cảnh đặc biệt. They could be separated. Thì nhưng mà giao năng lực của ý chí này á, thì chữ đây này trong những hoàn cảnh là chữ đây này là thay thế chữ both mind and body, là thân và tâm đó, thì chúng có thể được tách rời. They could be separated, chúng có thể được tách rời. Just as it is possible, cũng như là có thể. Just as là cũng như, it is possible là có thể. To suspend a piece of iron in air. Suspend là treo lơ lửng, a piece of iron là một cái miếng sắt. In air là trong không khí, treo một cái miếng sắt mà lơ lửng ở trong không khí. By some magnetic force, là do nhờ một cái lực của nam châm. Mình ví dụ như mình để cái cục sắt, mình để cái cục sắt ở dưới mặt bàn, rồi mình lấy cái cục nam châm, mình vượt cái khoảng cách vừa phải đó, thì nếu như mình để gần quá thì cái cục sắt đó nó sẽ dính vào cục nam châm, nhưng mà mình để khoảng cách vừa phải thì nó không có hút, nhưng mà nó treo lơ lửng. Vậy thì bình thường cái cục sắt không thể nào mà nó treo lơ lửng hết, đúng không? Bình thường là cục sắt là theo cái trọng lực sức hút của trái đất thì nó sẽ rơi xuống đất, không bao giờ nó treo lơ lửng. Nhưng mà mình nói, cho nên có người bình thường làm sao mà sắt nó treo lơ lửng được, nhưng mà chỉ cần có cục nắm chấm thôi thì sắt nó có thể treo lơ lửng. Vì vậy cho nên mình nói là làm sao mà thân mà rơi khỏi tâm được, nhưng mà nhờ năng lực của ý chí sắt nó có thể tách rơi tâm. Và trong quả giới này chỉ có tâm mà không có sắt. Rồi, đó là đoạn giới thiệu về vô sắc giới. Và tiếp theo, hôm nay bài chỉ có 7 slide thôi và đây là slide cuối cùng rồi. Sao lâu lâu mà được bài ngắn ha, mừng quá. Mấy bạn có bài dữ thế này. Rồi, đoạn thứ 7 này rất là ngắn. Loka plus ultra locutra. Here loka means the five aggregates. Ultra means above, beyond, or that which transcends. It is the supramundane consciousness that enables one to transcend this world of mind body. The first three classes of consciousness are called lokiya, mundane. Trong đoạn này chỉ có một chữ toàn gọi là mới là chữ transcend. Transcend là vượt quá hay là vượt khỏi lên trên. Transcend. Mọi người đọc chữ này transcend. Transcend. Transcend là vượt quá. Rồi bây giờ đó mình thấy cái chữ locutara là có một hai chữ cộng lại là loka cộng với uttara ra locutara. Thì loka nghĩa là here loka means the five aggregates. Ở đây chữ thế giới đó có nghĩa là ngũ uẩn. Thế giới là ngũ uẩn đó. Thế đây mình nói thế giới tức là gì? Bây giờ mình nói thế giới là gì? Là nắm cháu bốn bề.
nắm cho bụng miền chứ có đủ. Nó nắm cho bụng miền công chi mới ở trên cây quả trái đất đây thôi. Rồi thiên hà, ngân hà, đủ thứ, tất cả cái đó nó đều luôn. Ngụ uẩn tất cả nó đều bao quanh ở trong thế giới ha. Cho nên cái định nghĩa của Phật giáo nó rất là hay. Nó đấy, định nghĩa lần sau có ai hỏi thế giới là gì? Các bạn nhớ thế giới nghĩa là ngụ uẩn ha. Loka means the five envious. Uttara means above, beyond, or that which transcends. Uttara có nghĩa là ở lên trên, above là phía trên, beyond là vượt lên trên, hoặc là that which transcends là cái mà vượt khỏi lên trên. Cho nên mình dịch là kiểu siêu việt ha. Uttara có nghĩa là siêu việt. Loka là thế giới và Uttara là siêu việt. It is the supramundane consciousness. Đó chính là tâm siêu thể that enables one to transcend this world of mind body. Thì cái tâm siêu thể này á, nó làm cho người ta có thể enable ones. Trong câu trường hợp này thì tiếng Anh nó ngắn gọn hơn tiếng Việt đó ha. Enable one to transcend. Enable one là làm cho người ta có thể. To transcend là vượt lên trên. This world là thế giới of mind and body. Thế giới của thân và tâm này, hay là thế giới của danh và sắc. Như vậy tâm siêu thể là tâm làm cho người ta có thể vượt lên khỏi cái thế giới của thân tâm. Thì có bốn loại tâm ha, là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Từ từ là tâm siêu thể. Thì câu cuối này, the first three classes of consciousness are called lokiya. Mình đến ba loại tâm đầu tiên. The first three classes of consciousness. The first là đầu tiên. Three classes là ba loại consciousness of tâm. Ha? Ba loại tâm đầu tiên. Akon được gọi là Lokiya. Lokiya là Loka, tổng là Iya. Loka là thế giới, Iya là thuộc về. Thuộc về thế giới thì mình gọi là hiệp thế. Thì ba loại tâm đầu tiên được gọi là tâm hiệp thế. Và tiếng Anh thì dịch là chữ mundane, là thuộc về thế gian hay là thế tục. Như vậy có ba loại tâm hiệp thể và một loại tâm siêu thể. Vậy là hôm nay mình đã đi qua phần nói về bốn loại tâm đầu tiên. Bây giờ mình trở lui lại cái đoạn này, mình đọc lại cái đoạn chỉnh văn. Tắc thá chí tăng ta và cha tốc bi trăng hồ tí, kama vacharang, rupa vacharang, arupa vacharang, lokuttarang cha tí. Thì bắt đầu, bây giờ mọi người cũng muốn đọc lại đoạn này cho thuộc không? Đọc lại lần nữa cho thuộc ha. Bây giờ mọi người cùng đọc chung luôn ha. Tắc thá chí tăng ta và cha tốc bi trăng hồ tí, kama vacharang, rupa vacharang, arupa vacharam lokuttaram chati. Đọc lại ba lần nữa là thuộc nha. Tattha cittam tava chatuppi chang hoti kama vacharam rupa vacharam arupa vacharam lokuttaram chati. Chỉ có câu đầu là khó thuộc thôi phải không? Con bụng có hơn mà có sao là mình nhồi nhuyễn rồi. Chứ bây giờ bụng trong đầu tiên là mình nhảy chữ tắc tha chít tăng ha. Tắc tha chít tăng ta và. Thì đâu là ba chữ này. Tắc tha chít tăng ta và. Rồi đến thứ sáu là cha tốc phi chăng hô tí. Rồi bây giờ đọc lại ha. Tắc tha chít tăng ta và. Cha tốc phi chăng hô tí. Ca ma vát cha răng. Rù ba vát cha răng. A rù ba vát cha răng. Lô cút ta răng cha tí. Rồi đọc lần cuối ha. Tắc thá chít tăng ta và cha tốt bi chăng hồ tí. Ca ma vát cha răng. Rù ba vát cha răng. A rù ba vát cha răng. Lô cút ta răng cha tí. Rồi đọc lại tiếng tiếng Anh nữa. Cùng đọc luôn ha. Of them, consciousness first is fourfold, namely consciousness pertaining to the sensor sphere, consciousness pertaining to the form sphere, consciousness pertaining to the formless sphere, and supramundane consciousness. Đọc lại hai lần nữa thuộc không? Of them, consciousness
First is fourfold, namely consciousness pertaining to the sensor sphere, consciousness pertaining to the form sphere, consciousness pertaining to the formless sphere, and supramundane consciousness. Rồi, chúng ta số 6 là Arupalokas are planes without without material bodies. By the power of meditation, only the mind exists in these planes. Câu này mình dịch là vô sắc giới là những cái quả giới không có sắc thân. Do năng lực của thiền chỉ có tâm tồn tại hay là hiện hữu trong những cái quả giới này. Ordinarily, both mind and body are inseparable, but by willpower, under exceptional circumstances, they could be separated, just as it is possible to suspend a piece of iron in air by some magnetic force. Là thông thường á, là cả tâm và thân thì không thể tách rời, nhưng do năng lực của ý chí trong những hoàn cảnh đặc biệt, hoặc là trong những trường hợp đặc biệt, trường hợp ngoại lệ, chúng có thể được tách rời, cũng như là có thể treo lơ lửng một miếng sắt ở trong không khí do lực hút của nam châm. Đó là cái slide số 6 và qua slide số 7. Loka plus uttara equal lokuttara. Here loka means the five aggregates. Cái từ lokuttara đó là loka cộng với uttara. Thì chữ loka ở đây có nghĩa là ngũ uẩn. Uttara means above, beyond, or that which transcends. Còn chữ uttara có nghĩa là ở phía trên, nó vượt lên trên, hoặc là cái mà vượt ra khỏi, tức là siêu việt. It is the supramundane consciousness that enables one to transcend this world of mind body. Chính cái tâm siêu thể này làm cho người ta có thể vượt lên khỏi cái thế giới của thân và tâm, hay là của danh và sắc. The first three classes of consciousness are called Lokiya or mundane. Ba loài tâm đầu tiên thì được gọi là Lokiya hay là hiệp thế. Còn loài tâm cuối cùng là siêu thể. Rồi, thì đó là nội dung của slide 2, slide cuối cùng. Rồi, tiếp theo có thể có ai yêu cầu gì nữa không? Đúng rồi, ở đây có một người là có đưa đây. Các ai cũng có thể xem màn hình cả. Cho nên nếu lần sau mà thấy sư cô trục trặc mà không có bảo được á, thì quý vị á, ai mà có cái PowerPoint, quý vị có thể share lên được luôn nha. Quý vị có thể share, nếu trong trường hợp mà nhận sư cô không có được, quý vị share cũng được. Và trong trường hợp đó thì lần sau đó sẽ gửi cái luôn cả hai loại file, là file PDF và file PowerPoint cho tất cả mọi người, để just in case là trường hợp mà... Dạ thưa sư cô, cho con hỏi một câu hỏi nhỏ nhỏ là như vậy thì cái chỗ con tóm tắt lại là tâm thì được chia ra làm hai là mundane và supramundane, nhưng mà cái mundane thì nó có ba cái là sensor sphere, form sphere, formless sphere, và nó có tên tia Pali là Lokiya. Còn cái supramundane thì tên Pali là gì ạ? Loka cộng với uttara trong cái slide. Dạ rồi con nhớ rồi. Dạ con cảm ơn sư cô. Dạ. Rồi chị chia này là đúng rồi đó. Như vậy tâm có thể chia ra làm hai là tâm hiệp thể và tâm siêu thể. Tâm hiệp thể chia ra làm ba: tâm dục giới, tâm sắc giới và tâm vô sắc giới. Hoặc là mình nói chung là tâm chia ra làm bốn loại cũng được, hoặc là chia ra tâm hai loại cũng được, tùy theo cách chia. Rồi có thể có ai đưa tay nữa không? Hôm nay nhiều thì giờ để hỏi mà không chịu hỏi ha. Mấy hôm trước thì không có giờ mà hỏi luôn ha. Mấy bạn ở ngoài này cũng có chỉ chỗ. Hôm nay có người nào đó là có hỏi là sư cô giảng là sự khác nhau về giới và cõi. Chữ Avachara và chữ Loka. Thì giờ hôm nay có nói đấy, cái chữ giới, chữ Avachara đó là nó đi ra từ động từ là Charati. Charati là đi lui đi tới, moves about.
ha, cho nên là hay chỉ về cái hoạt động và cái tâm nó hoạt dụng ở trong những cái quả giới đó. À, cho nên gọi là tâm mà nó hay đi vô, hay hoạt dụng trong quả dục giới, cho nên gọi là tâm dục giới. Còn cái cõi á, cái cõi tức là nó là một cái nơi chủ. À, như vậy cõi sắc giới là cái nơi chủ, nơi mà những cái người mà đắc thiên sắc giới họ sinh lên. Cõi dục giới là những người mà họ có cái tâm dục họ sinh lên. Nhưng mà tâm dục giới vẫn có thể xuất hiện ở cõi sắc giới và cõi vô sắc. Ngược lại, tâm sắc giới cũng có thể xuất hiện ở trong cõi dục giới. À, cho nên hai cái đó là khác nhau. Mời chủ tâm nguyện. Dạ, yeah, con kính đến lại sư cô. À, thưa sư cô, con hỏi sư cô về cái tâm mà như là cái người mà nếu mà chứng được thiền sắc giới hay là vô sắc giới ở trong cái cõi dục giới này, thì nếu mà không có hoại thiền á, thì lúc mà chết đi á, là sẽ về cái cõi đó là sắc giới hay vô sắc giới. Nhưng ý con muốn hỏi là có phải là lúc khi mà sắp chết đó, họ phải nhập vô thiền thì họ mới được về cái cõi đó, hay là chứ không phải là họ đó họ chứng thiền mà lúc mà họ chết đi họ chưa có nhập thiền thì họ không có thể về được cõi đó? Em xin sư cô nói rõ về cái đó. Dạ, thường đó thì những cái vị mà khi mà họ đã có thông thục về thiền rồi đó, thì trước khi mà họ mà xả bảo thân là thường họ hay nhập thiền. Quý vị thấy là ngay cả Đức Phật á, mà mình đọc vào trong kinh Đại Bạc Niết Bàn á, thì quý vị nhớ là khi mà Đức Phật mà ngài mà xả bảo thân á, thì ngài cũng đi cả từ cả cái tân thiên, đi từ cả tân thiên như vậy. Bởi vì sao? Vì sao mà người ta hay làm cái động tác đó? Bởi vì là mình khi chẳng hạn như bản thân mình thôi, mà khi mà mình mà chết á, mình cũng muốn rằng mình chết với cái cần tự nghiệp tốt. Ha? Ai cũng muốn mình chết với cái cần tự nghiệp tốt, tức là cái tấm cuối cùng của mình là một cái tấm tốt, thì mình mới quyết cái cảnh giới tại sanh nơi mới thực tốt. À, cho nên là những cái vị này thường thường là khi mà họ đã đắc thiền rồi thì đương nhiên là cái cảnh giới thiền, cái tấm thiền nó là thanh tịnh hơn là cái tấm dục giới. Vì vậy cho nên là thường là họ mà xuất thiền đó, khi mà họ mà sắp mà xả bảo thân đó, thì thường họ cũng ở trong họ hay nhập thiền. Và vì khi họ nhập thiền cho nên đó, quý vị nên nhớ là cực trọng nghiệp á, mình học về nghiệp là có cực trọng nghiệp thiền và cực trọng nghiệp ác. Thì cực trọng nghiệp ác là nắm cái nguồn nghịch đại tội, ai cũng biết rồi, nó lấy cái quyền ưu tiên để khi đi tái sanh. Dù mình có làm bất cứ cái thiền nghiệp gì nhiều bao nhiêu, nhưng mà mình đã phàm nắm cái nguồn nghịch đại tội này rồi thì cái không có cái thể nào, cái thiền nào mà nó lẫn lướt, nó đi trước được cả. Nó phải nhường cho nắm cái này, là diệt cha, diệt mẹ, diệt A-la-hán, lâm Phật chạy máu và chia đại tăng. Thì cực trọng nghiệp thiền đó chính là cái việc đắc thiền sắc giới và vô sắc giới. Cho nên một người khi mà họ đã có thiền rồi á, thì khi mà họ mà chết á, thì ưu tiên cái tấm của họ là nó sẽ đi thuần theo cái cảnh giới đó. Cho nên quý vị có nhớ cái câu chuyện ông đạo sĩ Asita, ông Atuda đó, khi mà ông tới quái tưởng cho thái tử, thì khi mà ông thấy rằng là thái tử sẽ trở thành một vị Phật á, mà ông vừa cười ông vừa khóc đó. À, trước đó mà nói ông cười là vì sao? Vì ông vui mừng là vì ngài sẽ thành Phật. Nhưng mà sau đó ông khóc là vì ông biết rằng ông không còn có cơ duyên gặp Phật nữa, là bởi vì ông sắp chết. Và khi chết ông sẽ sanh về cõi trời sắc giới, cho nên là ông không có cơ duyên để mà gặp Phật nữa. À, thì như vậy đó, đó là những cái người mà họ đã đi theo cái con đường đó đó, cái tiến trình tấm của họ đó, thì nó hầu như là họ đã án trụ vào trong cái quả giới đó. Cho nên là họ cũng cái khuynh hướng của họ cũng vậy nữa, cái khuynh hướng của họ là họ sẽ muốn đi vào cả cái tân thiên đó. À, còn giả sử như bây giờ họ nói là họ không còn muốn đi vào cái quả đó, họ muốn đi về quả khác được không? Vẫn có thể được. Ví dụ như quý vị thấy là bên Tây Tạng á, bên Tây Tạng là các vị mà Lạt Ma hoặc là Đạt Lai Lạt Ma đó, là họ thiền rất là tốt nha. Họ đắc được việc sơ thiên tử thiên, họ đắc rất là tốt, có những vị họ cũng có thân thông. Và họ có thể là quyết định cái cảnh giới tái sanh, họ sẽ tái sanh trở lại. Cho nên Đạt Lai Lạt Ma là tái sanh lần này là lần thứ 14, còn ngài Kamapa đó là tái sanh lần này là lần thứ 17. À, và rõ ràng đó, mình biết rằng là họ là những người hành thiền rất là tốt. Quý vị biết là cách đây khoảng gần 20 năm trở lại đấy đó, thì các cái nhà tâm lý học phương Tây họ thường là xin ngài Đạt Lai Lạt Ma
cho họ nghiên cứu cái trạng thái tâm của các vị đặt của các vị thiên sứ Tây Tạng, để họ nghiên cứu xem khi một người mà nhập vào các tầng thiên đó thì cái bộ óc của họ hoạt động như thế nào, rồi các cái cơ chế sinh học của họ có khác gì với cái người bình thường hay không. Cho nên ngài Đạt Lai Lạt Ma đó mà cho một số vị thiên sứ mà rất là thuần thục về cái Phật thiền vào trong phòng thí nghiệm, và người ta đeo vào rất là nhiều cái cùng dụng cụ để đo điện não đồ, điện tâm đồ, vân vân. Thì người ta mới thấy rằng đó là những người mà khi mà vào cái trạng thái thiền đó thì cái sóng não, cái sóng não của họ đó là nó ở trong một cái mức độ rất là bình an. Nó còn bình an hơn cả khi ngủ nữa. Và cái trạng thái đó đó, hình như gọi là sóng não theta đó. Nếu như quý vị muốn tìm hiểu cái chuyện này đó, quý vị sẽ đọc ở trong là thiền và não bộ, thiền và khoa học não bộ đó, mà rất là nhiều người họ biết về. Ví dụ như là Hòa Thượng Thích Thông Triệt đó, cái thiền không tạnh ở bên Mỹ đó, cũng hay nghiên cứu về cái đó. Và ngoài ra thì cũng có một số nhà khoa học ở bên Mỹ, nhà tâm lý học đó, người ta cũng làm khoa học thực nghiệm luôn, người ta đo thực tế của các vị thiền sư khi nhập thiền luôn. Thì thấy rằng là các cái trạng thái thiền của các vị đó rất là cao. Họ vào được cả tứ thiền. Có thể quý vị biết là có những người mà họ vào ở trong núi mà họ nhập thất á, là họ có thể ở cả tháng, cả mấy tháng họ không ăn không uống, họ nhập định á, không cần ăn uống luôn, họ sống bằng thiền duyệt thực, tức là sự an lạc, sự hỷ lạc của thiền. Thì những người mà thiền cao như vậy thì chắc chắn là họ đắc thiền rồi, nhưng mà họ vẫn có thể sánh lại lâm người được với cái quyền lực của họ, chứ không phải là bắt buộc thôi. Nhưng mà bị theo khuynh hướng của họ là những người mà đã đắc thiên sắc giới và vô sắc thì thường họ sẽ muốn sinh lên cái quả trời phàm thiên sắc giới, vô sắc giới, vì ở cái quả đó rất là bình an. Còn cái quả dục giới này đó, nó nhiều cái sự phiền nhiều, tham dục sân hận đủ thứ đó. Sống với những người chúng sanh như vậy thì họ cũng mệt mỏi lắm á. Rồi bây giờ câu hỏi, có câu hỏi đã chắc gửi lên là: thưa cô, thiền định bắt buộc phải sử dụng 10 đề mục này hay con có thể dùng đề mục khác? Và 10 đề mục này là 10 trong 40 đề mục thiền được liệt kê ở trong Bộ Thánh Tịnh Đạo. Thứ nhất là 10 kasina, thứ hai là 10 tùy niệm, thứ ba đó là 10 cái pháp quán tự thi, và thứ tư đó là có lẽ đó, thứ nhất là 4 cái. Đầu tiên 4 cái là tự vô lượng tâm, rồi đến là tự thiên vô sắc, rồi tới là quán tưởng sự đáng chán của vật thực, và thứ 10 là sự tịch tình của niết bàn. Thì đó gọi là 10 cái 40 đề mục thiền. Thì dùng một trong 40 cái, dùng cái nào cũng được, chứ không phải chỉ có 10 đề mục này thôi. Bây giờ có người lại hỏi thêm nữa là: sư cô có thể giải thích tâm dục giới là gì, tâm sắc giới là gì, tâm vô sắc giới là gì, tâm siêu thị là gì? Tâm dục giới là tâm thường xuất hiện trong cõi dục giới, và nó liên quan tới các giác quan và đối tượng của các giác quan, đúng không? Câu này định nghĩa rất là rõ. Rồi tâm sắc giới là gì? Tâm thường xuyên xuất hiện ở trong cõi sắc giới, và cái tâm đó là gì? Là nó lấy thường là nó có cái thiên sắc giới làm đề mục, cho nên gọi là tâm sắc giới. Và tâm sắc giới, mặc dù bên cửa dục giới cũng có sắc, nhưng mà bên ngay vì họ lại sắc làm đề mục, cho nên gọi là tâm sắc giới. Rồi đó là hai lý do để gọi là sắc sắc giới. Còn gọi là tâm vô sắc là bởi vì là họ lấy cái vô sắc làm đề mục, cho nên gọi là tâm vô sắc. Và cái cõi vô sắc là cái cõi không có sắc thân. Còn tâm siêu thể là gì? Tâm siêu thể là tâm mà khiến cho con người vượt ra khỏi cái thế giới của danh và sắc, của thân và tâm. Thì tâm siêu thể đó là gồm có bốn đạo, gồm có tám tâm, là bốn đạo và bốn quả. Bốn đạo tức là Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Và bốn quả đó tức là có đạo và quả nghe, tức là cái phục, cái giải khai, cái phục giây mà vì đó mà chứng đắc đạo quả đó. Thì có hai cái sát na đô liên tục. Sát na đầu tiên gọi là sát na tâm đạo. Thì cái sát na đó là công việc gì? Đó là trí tuệ diệt phiền não. Và cái sát na tâm quả đó là chứng ngộ niết bàn. Thì hai sát na này nó liên nhau luôn, thì gọi là tâm đạo và tâm quả. Thì bốn đạo và bốn quả gọi là tám tâm siêu thể. Và chỉ có bậc thánh mới có được cái tâm siêu thể này, con người thường thì không có.
Thì ở đây thấy trong cái chỗ mà test chat đó là có người nào đó đã gửi ra cho quý vị cái cuốn sách bản dịch của cuốn sách là Tâm lý và triết học Phật giáo áp dụng trong đời sống hàng ngày này ha. Đó là từ dịch các từ của Abhidhamma Daily Life của bà Nina Van Gogh hồi trước trong room của mình giới thiệu đó. Nhưng mà hôm đó chỉ giới thiệu bản tiếng Anh, bây giờ thì giới thiệu luôn bản tiếng Việt. Quý vị ai chưa hiểu thì quý vị vào đọc thêm cái cuốn này đó. Thì cuốn này là giải thích thêm cho cái cuốn Thắng Pháp Tập Yếu Luân này, mà giải thích bằng cái ngôn ngữ khá dễ hiểu. Và vì là trong đời sống hàng ngày mà, cho nên cậu đưa vô một số ví dụ của trong đời sống nữa. Dạ rồi, không biết có ai hỏi gì nữa không? Mời Hồ Tâm. Dạ, thưa sư phụ cho con hỏi là những cái vị mà khi mà đắc cái thiền sắc giới vô sắc giới đó, thưa sư phụ, là lúc đó trước khi mà họ tịch về cái những cái cõi sắc giới hoặc vô sắc giới thì họ vẫn còn đang ở trong cái cõi dục giới, thì cái sinh hoạt của họ như thế nào thưa sư phụ? Đặc biệt là cái vị mà đắc cái thiền vô sắc giới đó, thì là họ dùng cái đề mục tưởng để mà thiền, thì những cái sinh hoạt hàng ngày, những ví dụ như căn tiếp xúc với trần hay là những cái đó, thì nó có ảnh hưởng gì đến cái sự chứng đắc cái tâm thiền mà họ đang trú ở đó không thưa sư phụ? Con chưa có hình dung được. Vì là thiền định á, cho nên mình hiểu rằng là khi mà họ nhập thiền thì họ tách rời khỏi cái thế giới xung quanh. Họ đóng hết tất cả các cái căn kia, chỉ để lại ý căn để làm việc với cái đề mục thiền mà thôi. Cho nên á, lúc đó là mặc dù họ sống trong cõi dục giới nhưng mà họ không thể không nghe, không biết gì hết trơn. Cái tâm của họ là ở trong cái cảnh giới là vô sắc rồi, đối tượng là vô sắc rồi. Tuy nhiên là chỉ khi nào họ an trụ trong định thôi. Còn khi mà họ xả thiền ra thì họ phải trở về cái tâm dục giới, chứ không thể sống với tổng thẩm cái tâm vô sắc hoài được trong cái cõi này. Khi họ đẫm cả cái kẻ giả quán kia thì họ mới sống được trong cõi vô sắc thôi. Còn khi mà trở về và đời sống bình thường mắt thể xác và khi đó phải trở về tâm dục giới đó. Còn nếu không thì họ không nhận biết gì về cái thế giới này hết. Thiên sắc giới cũng vậy. Khi họ vào nhập vào tâm thiên rồi đó, là họ cái cuốn sách mà cô đọc mà khi mà họ giới thiệu các cái nhà tâm lý học á, mà họ đi làm thí nghiệm với các vị thiên sứ đó, thì là khi các vị thiên sứ mà nhập thiên rồi thì thậm chí mà họ đốt pháo đó, vì đó cũng không ngồi giật mình luôn, là bởi vì họ đã đóng cả cái cắn rồi, nhì cắn họ cũng đóng lại rồi, cho nên họ không để ý tới cái âm thanh bên ngoài nữa, và họ tập cái sự gió cái sự tập trung quá lớn quá mạnh, cho nên họ không có nghe luôn. Mà các quý vị để ý không, khi nào mình tập trung cái chuyện gì thì như cái ai nói bên tai mình cũng còn nghe, đúng không? Thì nhiều khi mình phiền cái người ai mình nói gì mà nghe, mình tưởng là họ lơ mình, chứ thật sự ra là vì họ quá miệt mài để ý tâm suy nghĩ về một chuyện nào đó. Như có chuyện của ông Phạm Bụ Lão đó, mà ông ngồi ông vặt ông đám sọt á, mà thậm chí mà ngừa phải lo mà bảo là phải dẹp qua một bên đường để cho vua đi ngang đó, mà ngừa phải lo mà ông không nghe. Mà đến khi mà lệnh nó phải tới, mà lại kia một bên tay ông cũng nghe, phải lấy cái giáo mà đấm cái đuôi của ông mà chạy máu á, nó đau. Khi đó ông mà giật mình, ông mở mắt lên thì cái tên lệnh đó mới hỏi ông là vì sao nãy giờ mà tôi lo bao bảo dẹp qua bên, mà ông là tôi không nghe gì hết. Vì sao là tôi bằng suy nghĩ, mà suy nghĩ chuyện gì là vì tôi bằng suy nghĩ việc nước, là làm sao để mà diệt giặc. Thì đó, một người là chỉ suy nghĩ tới cái việc nước thôi đó, mà đã tập trung cao độ đến nỗi mà không nghe thì cũng gì mà mình mà người mà vào được tới tử thiên hoặc có thiên vô sắc giới hết. Hoặc là quý vị thấy là có ngày xưa mà nói rằng có người mà ngồi thiền mà nắm trong cái cổ xe ngựa đi ngang cũng không nghe đó. Thì đó là vì họ đã quá tập trung, cho nên họ không để ý tới thế giới xung quanh nữa. Nhưng mà khi họ trở về với thế giới xung quanh, mà để nhận biết thế giới xung quanh, thì họ phải trở về với tâm dục giới thôi. Mà tâm dục giới đó thì có thể là hiệp trí, có thể là có trí, có thể không có trí, cũng có thể là tâm tham, có thể tâm bất thiền hoặc tâm thiền ha, tùy theo, chẳng phải khi nào cũng thiền cả. Rồi mời tiếp theo, mời chủ tâm nguyện. Dạ sư cô nói về cái tâm sắc giới và vô sắc giới. Con muốn hỏi luôn sẵn cái tâm siêu thế, thì giống như nếu mà cái tâm sắc giới và vô sắc giới là dùng cái tâm tưởng, cái tưởng mà mình đã từng biết, chỉ còn cái tâm giống như phải không sư cô, và cái tâm siêu thế á, là cái mà biết mà cái chưa từng biết,
Dạ, xin cô giải thích về hai cái đó cho con ạ. Dạ, cảm ơn sư cô. Cái trạng thái tâm á, tâm này nó khác nhau. Trạng thái tâm sắc giới và vô sắc giới đó là họ sống trong thiền. Cho nên là họ sống trong tưởng và chỉnh, dù họ trong quả dục nhưng mà cái tưởng của họ là quả tưởng sắc giới và vô sắc giới thôi. Họ không quan tâm gì quả dục này cả. Còn á, tâm siêu thể mà đắc chứng đắc được là do kết quả của thiền quán Vipassana. Mà một cái đề mục của thiền quán thì không phải là các cái đề mục thiền định, mà đề mục của thiền quán là pháp chân đế, là những gì đang thực sự xảy ra là thân thọ tâm pháp này. Đó là pháp chân đế, cho nên đó là phải đáng cái, đó là sự sống đáng là. Cho nên người này đó là họ vẫn cái gì trong đang xảy ra xung quanh họ đều biết cả, bên trong và bên ngoài họ đều biết cả. Vậy thì đó thì nó khác á. Bên trong khi mà người hành thiền sắc giới vô sắc giới thì cái tưởng là cái tâm sở tưởng nó làm việc mạnh nhất. Nhưng mà trong cái tâm thiền siêu, tâm siêu thể đó thì tâm sở trí tuệ thì làm việc mạnh nhất. Và gọi là tâm đạo tuệ đó, cái trí tuệ đạo tuệ đó, trí tuệ ở trong tâm đạo đó nó rất là mạnh. Và những cái trí tuệ đó đó nó soi sáng thấy rõ tam tưởng vô thường khổ vô ngã. Và giờ nhờ thấy rõ vô thương khổ vô ngã cho nên là mình diệt được phiền não, diệt được cái gọi là phiền não tùy miên. Không biết là có cái lần nào mà quý vị đã nghe mình nghe một lần mà mình nói rằng là diệt phiền não là diệt loại phiền não loại nào đó. Cái giờ phục mọi người đó mới chỉnh cái đào tuệ mới nói diệt phiền não. Hồi nãy cô nói là tạc sạc nát tấm đào là chạc nát diệt phiền não. Vậy thì á, có người đặt ra câu hỏi diệt phiền não này là phiền não quá khứ, phiền não hiện tại hay phiền não tương lai? Là diệt phiền não nào? Bởi vì có ba loại phiền não phải không? Vậy thì đó, thì phiền não quá khứ thì không cần diệt rồi, bởi vì quá khứ là nó đã qua, không cần diệt nữa. Phiền não tương lai thì cũng là nó chưa có tới cho năm sau mà diệt ha. Vậy thì phiền não hiện tại có diệt được không? Cũng không diệt được luôn. Vì sao? Khi mà có phiền não thì đâu có trí tuệ, đúng không? Khi có trí tuệ thì không có phiền não, mà khi có phiền não thì không có trí tuệ. Cho nên nó cũng không có diệt cái phiền não hiện tại. Vậy thì nó diệt cái phiền não nào? Nó diệt cái phiền não ngủ ngầm, tức là cái tiềm năng, cái khả năng có phiền não có thể khởi lên. Cho nên đó, là cái phiền não ngủ ngầm này, mà do vì sao mà mình có cái phiền não ngủ ngầm? Là bởi vì mình còn vô minh. Cho nên là mình khi mà mình tiếp xúc với các cái đối tượng bên ngoài, mà đẹp thì mình tham, mà xấu thì mình sân, là vì mình không có thấy rõ thật ra xấu hay đẹp chỉ là cái khái niệm. Còn cái bản chất là nó không có xấu hay đẹp, mà bản chất nó bình đẳng, các pháp hữu biết là bản chất nó bình đẳng, đó là vô thường khổ vô ngã. Mà hiểu rõ như vậy rồi đó thì tham và sân nó không có cơ hội khởi lên nữa, mới gọi là diệt một cách đoàn tuyệt. Và diệt này là diệt cái gì? Diệt cái phiền não tiềm năng. Anusaya kilesa là phiền não ngủ ngầm hay phiền não tùy miên, hay còn gọi là phiền não tiềm năng. Nó diệt ngay cái tiềm năng đó rồi thì không có thi phiền não, nó không có cơ hội khởi lên nữa. Thì đó là cái chức năng của trí tuệ. Vì vậy cho nên là vì sao trí tuệ nó diệt phiền não là ở chỗ đó đó. Nhờ trí tuệ nhận thấy ra thực tánh của các pháp cho nên không còn mê mờ và không còn cái cơ hội để cho phiền não nó phát sinh nữa. Dạ, không biết về rõ chứ, không có ý đúng cái ý của chủ tâm hỏi không? Dạ, con kính tri ân sư cô ạ. Dạ. Dạ. Rồi nếu như mà không có câu hỏi nữa thì mình nghỉ sớm nha. Mình nghỉ sớm khoảng 15 phút thôi. Rồi sáng mai mình lại có lớp học tiếp nữa rồi. Sáng mai mình sẽ học cái phần là niệm tăng, tiếp trong tâm 10 tùy niệm. Hồi trước cái định ra 10 tùy niệm nó nói có một lượt thôi. Hôm đó là khi đã nói về cả cái đề mục đó, mà cuối cùng thì đang nói về thiền đó, rồi quá thiền chỉ, mà cả cái đề mục thiền chỉ đó, 40 đề mục thiền chỉ mà đi có cái 10 tùy niệm á, một quý vị thấy 10 tùy niệm mà một cái tùy niệm nó nói một buổi đó. Thì ngày mai sáng mai sẽ là nói qua niệm Phật, niệm Pháp rồi, ngày mai sẽ nói qua niệm Tăng. Nếu như ai mà quý vị ai có thi giờ thì có thể vào nghe cùng cái rung này, cùng cái ID như vậy vào lúc 7 giờ sáng ha, giờ Việt Nam. Rồi bây giờ thì xin mời đại chúng cùng chắp tay để mà hồi hướng.
Thưa căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành giao nên điều là phước bao vững bền có thể tiếp chung đổ lên thiên đàng cung trời đao lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà chư thiên phàm thiên cùng là bậc trời vô tướng được mà hướng an phước con hồi hướng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng bên hậu mắt ngay có người làm phước được dày lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hướng được phước quy ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới ca hàng bởi nhờ tỏ thức sanh an mạng trường xin thâu phước bao cung dường hoa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng do phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vi lai. Xa thụ, xa thụ, xa thụ. À, xin chào quý vị.